Vào năm 2022, khắp các con đường trên toàn thế giới đã có khoảng hơn 26 triệu ô tô điện, tăng tới 60% so với năm 2021, theo số liệu từ báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA. Xe điện đang thực sự bùng nổ khi mà có hàng loạt các thương hiệu từ startup khởi nghiệp cho đến những nhà sản xuất lớn đổ dồn vào đầu tư. Nhưng mà gần đây đã có nhiều bài phân tích cũng như là nghiên cứu chỉ ra rằng liệu xe điện có thực sự là giải pháp duy nhất để hướng đến một tương lai di chuyển xanh, hay chúng ta nên tiếp cận đa chiều, không nên chỉ đặt cược vào mỗi xe điện. Tại Na Uy, quốc gia có tỷ lệ mua ô tô điện cao nhất thế giới với 87% doanh số xe mới là xe thuần điện. Nhưng giờ đây chính phủ lại đang không khuyến khích người dân mua xe điện mà tập trung phát triển phương tiện giao thông công cộng. Chính phủ dần cắt bớt các chính sách khuyến khích hỗ trợ, bắt đầu thu phí đỗ xe, phí đường bộ và phí cầu phà đối với xe điện. Mục tiêu là làm giảm số lượng ô tô ở các thành phố. Nằm ở trung tâm dầu của thế giới, nhưng Ả Rập Xê Út đang có kế hoạch lớn về sản xuất hydro làm nhiên liệu xanh để giảm phát thải khí carbon. Dự án Hydro Xanh Neom, một trung tâm hydro xanh sẽ cung cấp năng lượng cho cả thành phố, các phương tiện giao thông và công nghiệp, đồng thời có khả năng cung cấp năng lượng xuất khẩu. Phát biểu tại triển lãm di chuyển Nhật Bản, Japan Mobility Show 2023, ông Akio Toyoda, chủ tịch Toyota cho rằng có nhiều cách để đạt được mức trung hòa carbon trong lĩnh vực giao thông, xe thuần điện không phải là con đường duy nhất. Mà theo quan điểm của hãng, hybrid mới là sự lựa chọn phù hợp. Thương hiệu xe Nhật Bản này dù chậm chân hơn đối thủ ở mảng xe thuần điện nhưng lại tích cực đầu tư cho xe hybrid. Ngoài hydro, các loại nhiên liệu mới hứa hẹn mang đến kết quả khả quan có thể kể đến như ethanol, dầu diesel sinh học hay khí tự nhiên. Để giảm được phát thải ròng bằng không thì thực tế bản chất vấn đề là chúng ta phải sử dụng hai cái việc chính. Một là nâng cao sử dụng hiệu suất năng lượng của các phương tiện giao thông. Cái thứ hai đó là chúng ta phải giảm cái sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch trong giao thông. Chính vì cái lý do này cho nên là sẽ có rất nhiều giải pháp để đưa ra và nhiều hướng tiếp cận, chứ không chỉ có một mình ô tô điện. Tuy nhiên tại thời điểm này thì ô tô điện đang là một phương án khả thi nhất. Theo một phân tích của hãng thông tấn Reuters, mặc dù hiện doanh số xe điện vẫn đang tăng trưởng, nhưng hàng tỷ đô la Mỹ mà gần như tất cả các thương hiệu lớn đã đổ vào mang lại kết quả không như mong đợi. Bởi vậy mà có một số thương hiệu đã phải điều chỉnh kế hoạch phát triển xe điện của mình, hay thậm chí là tạm dừng sản xuất. Nhiều nhà sản xuất đang xem xét lại kế hoạch đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất xe điện. Tổng hợp từ Reuters, Tesla, GM, Ford hay Volkswagen đều đã có những điều chỉnh trong kế hoạch như tạm dừng xây dựng nhà máy mới, cắt giảm sản xuất một vài sản phẩm hiện có hay ngừng hợp tác để phát triển mẫu xe mới. Kể từ tháng 8 năm 2023, theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Cost Automotive, thời gian xe điện tồn kho đã tăng lên 103 ngày kể từ ngày xuất xưởng ở Mỹ, gấp đôi so với ô tô chạy bằng xăng. Lý do lớn nhất liên quan đến đó chính là ảnh hưởng kinh tế toàn cầu sau đại dịch Covid-19. Nợ công tăng cao và dẫn đến những cái phần lãi suất tăng cao. Chính vì vậy, những quỹ đầu tư họ rất là rụt rè trong cái việc đầu tư vào những cái dự án xe điện, bởi vì họ không dám chắc chắn nó sẽ mang đến một cái lợi nhuận đủ tốt để họ có thể đầu tư mạnh mẽ hơn. Được xem như là xu hướng tất yếu của phương tiện đi lại trong tương lai, tuy nhiên vẫn còn nhiều tranh luận về việc liệu có chính xác khi gọi xe điện là một sản phẩm xanh, tức là hoàn toàn thân thiện với môi trường hay không. Theo tờ The Economist, với hàng chục triệu chiếc ô tô điện như hiện nay, đang và sẽ cần một số lượng lớn ắc quy. Hệ quả là theo ước tính, nhu cầu cho ắc quy điện sẽ tăng 9 lần tính đến năm 2030 với tổng lượng điện đạt 3.200 GWh. Một yếu tố khác là nguyên liệu phục vụ cho sản xuất xe điện như nickel, coban hay lithium. Trong quá trình khai thác, tinh chế và sử dụng, phát thải khí nhà kính ra môi trường là điều không thể tránh khỏi. Pin hư hại cũng có nguy cơ rò rỉ khí độc ra môi trường. Tái chế pin như thế nào cho hiệu quả là bài toán đang làm đau đầu giới chức và các nhà sản xuất trên toàn thế giới. Để tái chế pin ô tô thì người ta chia làm hai dạng. Một, đầu tiên là người ta sẽ tái sử dụng pin, tức là cái pin sau khi lắp trên ô tô không sử dụng được trên ô tô thì người ta sẽ mang sang những cái đơn vị sử dụng khác. Các nhà nghiên cứu cũng như các hãng đã bắt đầu đầu tư nghiên cứu về tái chế lại pin. Thì cái việc tái chế được pin này cũng mang lại cái hiệu quả, đó là tận dụng lại các nguồn tài nguyên mà đã sản xuất ra pin. Thì tôi nghĩ rằng trong tương lai xa thì cái việc tái chế pin sẽ mang lại công suất và cái năng suất tái chế pin nó sẽ rất là cao và đủ đáp ứng cho nhu cầu hiện tại.
Việt Nam đặt mục tiêu xanh hóa giao thông, giảm phát thải ròng về không vào năm 2050. Bên cạnh chuyển sang xe điện thì việc ứng dụng đa dạng các loại năng lượng khác nhau cũng là một giải pháp được tính đến. Bộ Công Thương đang soạn thảo chiến lược phát triển công nghiệp ô tô giai đoạn 2025-2035 trình chính phủ trong thời gian tới, góp ý cho cơ quan soạn thảo, các doanh nghiệp ô tô đề xuất không nên chỉ tập trung chính sách cho riêng xe điện, cần hướng tới cả xe sử dụng các loại năng lượng xanh khác như hydro, tránh quyết định không chính xác, có thể làm mất cơ hội phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Xu thế công nghệ có thể liên tục diễn biến và phát triển. Do đó, cái việc điện hóa là xu thế đúng, nhưng chúng ta cũng cần phải có các cái cập nhật thường xuyên về mặt công nghệ để đảm bảo chúng ta đi đúng hướng của thế giới cũng như là phù hợp với các mục tiêu của Việt Nam tại COP26 mà Thủ tướng Chính phủ đã cam kết, thì sẽ đảm bảo được mục tiêu nhưng cũng phải là giải quyết được các cái vấn đề chuyển đổi một cách hợp lý. Chúng ta vẫn cần những cái phương tiện giao thông công cộng tốt hơn, chúng ta cần có một cái hệ thống tàu điện tốt hơn hay là đô thị, giao thông đô thị tốt hơn. Để làm sao giảm được những cái phương tiện cá nhân đi ở ngoài đường thì nó sẽ thứ nhất là giảm cái lượng khí thải và thứ hai nữa là phục vụ được rất là nhiều người. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, đã có hơn 10 triệu chiếc xe điện được bán ra trên toàn cầu vào năm 2022. Ước tính có khoảng hơn 14 triệu chiếc được bán ra vào năm 2023. Sự cải thiện về công nghệ, đặc biệt là công nghệ pin hay việc thúc đẩy sản xuất năng lượng tái tạo được xem như là những động lực chính để các phương tiện của tương lai thực sự trở nên xanh và bảo vệ môi trường. Đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong buổi sáng cuối tuần này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào 8:50 sáng Chủ nhật tuần sau trên VTV1.